Không trực tiếp vào thăm, nhưng đoạn tin nhắn Lý Thanh Thảo gửi bố Lê Bình khiến nhiều người rưng rưng nước mắt. Diễn viên Lý Thanh Thảo vẫn đều đặn nhờ người đem Yến vào bệnh viện cho nghệ sĩ Lê Bình tẩm bổ. Khi biết tình hình sức khỏe của bố chuyển xấu, Lý Thanh Thảo quặn thắt lòng. Sau khoảng thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư, tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ Lê Bình chuyển xấu. Theo tiết lộ từ phía gia đình, thì nghệ sĩ Lê Bình sốt cao, mê man sau đợt hóa trị vào cuối tuần trước. Không còn nằm giường ở hành lang, Lê Bình giờ đã được chuyển vào nằm trong phòng bệnh của hai người có điều hòa. Phía gia đình cũng túc trực chăm sóc, dùng đèn để sưởi ấm cho phần thân dưới của ông để hạn chế tình trạng hoại tử. Trong những ngày này, các bác sĩ liên tục gửi những món quà và vật chất, những lời động viên tinh thần đến nghệ sĩ Lê Bình, trong đó có nữ diễn viên Lý Thanh Thảo từng đóng chung phim với Lê Bình nên cô gọi thân là bố. Không trực tiếp vào thăm, Lý Thanh Thảo thường xuyên gửi đồ ăn vào bệnh viện cho bố. Cô viết, bố ơi, mãi đến hôm nay con mới dám viết lên dòng gửi bố, lần lửa mãi mà con không dám vào thăm. Nỗi sợ hãi của một năm trời ròng rã nuôi mẹ liệt giường khi đang nằm thai nghén làm con ám ảnh, con sợ lắm. Sợ vào thăm bố rồi con lại không kìm được lòng mình, thương lắm nói sao thành lời. Chiều nay vô tình nhận được tin nhắn của anh Ship. Người đã thay con suốt mấy tháng nay cứ vài ba hôm đem Yến đến gửi bố bồi dưỡng. Rồi tối nay nhìn thấy bài anh Đại Nghĩa đăng, lòng con quặn thắt. Bố cứ hay nhắn con là đừng gửi vào nữa. Bố ngại lắm. Bố ơi, con cũng nhiều lần nhắn nhủ. Bố đừng ngại gì, sức khỏe quan trọng, bố ráng khỏe lại con vui rồi. Bố ơi, hộ Yến nhỏ nhoi không giúp bố được nhiều, nhưng bố ráng khỏe nha bố. Khỏe ngồi gì, con gửi vào nha bố. Cô Hà từ chối nhận mà sao nước mắt con cứ rất hoài vậy ạ. À? Nhận được quà của Lý Thanh Thảo, nghệ sĩ Lê Bình nhắn tin. Con không nên gửi nữa, bởi ông thấy ái ngại, làm phiền Lý Thanh Thảo. Đáp lại nữ diễn viên viết, bố ơi đừng ngại, bố bị phổi mà, Yến tốt cho bệnh của bố lắm. Nhiều khi con loay hoay không gửi đúng ngày, bố khỏe con vui lắm, con lo được nè. Mới đây nhất, MC Đại Nghĩa cũng chia sẻ sức khỏe của Lê Bình. Chú đã tỉnh hơn so với mấy hôm trước, nhưng chú vẫn còn yếu lắm và rất dễ xúc động. Chú cứ khóc khi có người đến thăm. Nghĩa nói với chú rằng, đồng nghiệp và khán giả vẫn yêu thương, gửi tin cho Nghĩa để thăm hỏi tình hình của chú mỗi ngày. Khuyên chú chứ nên quá xúc động mà hãy yên tâm chữa bệnh. Chú nói, đã vào đến đây thì có bao nhiêu tiền cũng như giấy lộn. Mọi người đừng quá lo cho chú mà hãy giữ gìn sức khỏe của mình. Nghe lời nói trong nghẹn ngào của chú, ai mà không xót xa, cũng không nói trước được điều gì, chỉ mong chú giữ được tinh thần mà yên tâm chữa bệnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.